Tôi đang cho nó ăn nè, cái này đang cắm cho nó nè. Kỳ gì nè. Mà kêu gì thiệt tình luôn chứ. Ôi ôi, nó làm cái gì mà nó bỏ kêu ấm cho đất cơ chứ. Cái này thiệt tình luôn. Đã kêu đừng có nuôi rồi đó. Nước sao phải yếu xìu quá ơi. Ông coi á, đi ngoài anh kêu thở là gì rồi. Kêu thở là than cây nước đi. Ăn đi con. Trời ơi, ngoan quá. Đã nhờ cho ăn nha. Để tôi quả gì kêu thở vô làm giống. Trời đất ơi, cái gì mà hôi dữ vậy trời. Nhãn liễu là nuôi heo mà dễ mà hôi ginh vậy nè. Không bao giờ mà dọn được sạch sẽ cho người ta hết trơn á. Gì mà phiền hà hàng xóm. Bực mình gì đâu á. Nè, tắm bên đây nè, đừng có cắn nhau nè. Cái này thì dùng ăn cũng cắn lộn nữa. Gì nữa? Gì? Ủa, gì vậy mà anh? Uống nước ăn ơi. Đó. Lấy nước cho mấy anh uống coi. Bên em có một chà có vấn đề cần xuống gặp anh chị nè. À, trên nó có vấn đề gì nói đi, gì đó. Thì theo là người dân ở đây á là phản ánh về gia đình của chị. Thứ nhất là gia đình chị có nuôi heo. Đúng rồi, cái nuôi heo. Là heo á thì nó la quá, dân người ta không có nghỉ ngơi được. Thì heo không phải la chứ, giờ lấy giờ heo là đến thinh nằm ngậm lại cái miệng lại. Thì cái đó thì vấn đề đó thì tụi em không có bàn cãi. Còn vấn đề thứ hai nữa là buổi trưa thì nó la làng rồi, thì nó hôi hám rồi, bà con xung quanh ở đây gần đây người ta có nói là chị kiểu mà vệ sinh nó không sạch sẽ cho nên là nó hôi hám. Vệ sinh mà sạch sẽ gì? Thì tôi cũng tắm một ngày là hai cử cho nó, trời ơi, trời tôi thương dữ lắm đó trời. Tôi nuôi heo là cái tôi coi nó y chang như là thú cưng tôi vậy đó. Rồi tới ngày tôi mặn thịt thôi. Tôi cưng cái đó còn gì nữa mà tự nhiên cái gì đó tôi là không tắm hôi hám gì. Rồi đâu. Mấy nhỏ nào là vô duyên nó ganh tị nó ghét tôi nói gì thôi chứ làm gì có. Tôi nghe lộn chứ chỗ em sạch sẽ lắm. Ừ. Tắm cho nó hoài, rửa chuồng hoài à, chứ có hôi hám gì đâu mà. Với người dân báo là giấc phia là nó ồn ào rồi, mắt hủ rồi con em cháu gì đó là không thể nghe gì được. Bà coi đó. Tôi nuôi heo mấy ông nội ngoại gì nó không hả, liên quan cái bữa sáng gì nó không đi, nó báo mấy anh này xuống gì nè. Ủa là lập biên bản rồi kìa, cho nên là chúng em mới xuống đây để giải quyết rồi ổng thỏa cái đúng vấn đề rồi. Con hàng xóm mình liệu nó nuôi heo nó vệ sinh kỹ lắm. Ừ, tụi em nuôi hồi nào tới giờ phải mới nuôi đây đâu mà tụi em không biết mấy vụ này. Mà nhưng là anh chị cũng hiểu là tức là bây giờ dân người ta ở đây người ta đã phản ánh lên chúng tôi thì chúng tôi phải đứng tới đây. Chị con mà phản ánh lên anh chị mặt của nó em cho coi. Anh để mặt nó coi nó nguyên cái xóm luôn chứ phải là nguyên. Ơi em có phản ánh là nghe đừng có nói nguyên xóm nha, nguyên xóm là tội quan cho em à. Rồi chắc là người ta ghen tức ở đó anh ơi. Nguyên xóm là sao? Ừ, nó ghen nó ở với em chứ làm gì có vụ gì. Đúng rồi. Em nuôi nào giờ rồi thì vấn đề đó của anh của chị cho nên là tụi em không biết, cho nên tụi em xuống đây để sắp xếp cho mình để hàng xóm mình đỡ mắt lòng với nhau thôi à, chứ không có vấn đề gì hết á. Ê nó nghe nè, nào nuôi cũng vậy cũng có mắt lòng ai đâu. Chúng tôi xuống đây á, rồi cái thứ nhất là nhắc nhở anh chị là mình nuôi heo thì mình phải vệ sinh sạch sẽ, với lại là mình phải cho nó ra được một cái đường nào để cho nó không còn hôi hám, để cho dân người ta không phản ánh đến chúng tôi nữa. Em nuôi là ba đời nhà em nuôi heo đó ha, chứ có gì là đâu mà tự nhiên cái gì qua báo vậy đó. Ôi mấy con nghe ăn thức ở tao muôn đời nát. Ôi mà anh nghe nói sao á, chứ ngày hôm qua nó mới hai vợ chồng nó mới vô xịt khuẩn vệ sinh chuồng trại này nọ nè. Nó làm đàng hoàng cái tao không làm đâu. Lao. Thôi thì làm chuyện người bu kiến đậu. Tụi em nói cho anh chị hiểu rồi thôi. Rồi bây giờ vậy đi, giờ anh chị dẫn tôi ra ngoài sau cái chuồng heo á để cho tôi coi thử coi cái đường ở chỗ mà anh chị thải nước đồ ra để cho giữ vệ sinh nữa. Cái đường thoát nước. Muốn đi coi thì dẫn đi coi có gì đâu. Trời ơi đơn giản mà, tôi sạch sẽ mà đâu sợ cây đâu sạch đứng. Tới nỗi mà em còn mua dầu thơm xịt cho nó. Thôi đó không? Sao mà hôi hám thì cái đâu ra vậy. Ai thì báo trời. Con nào mà nó nói chuyện đây nè. Con nào mỏ ngắn mỏ dài qua đây nói chuyện với tao nè ha. Tao nuôi heo là liên quan cho hồng hội tụi bay ha, hay là ghen ăn thức ở muôn đời nè ha. Đó tụi bay nghe nè, tụi bay nói xấu sau lưng tao á để bay sợ tao ngon nè. Đi xuống tao nói đi, tao giải mà tụi bay không. Tao nuôi heo ba đời đến giờ rồi chưa có ai báo chừng á, tụi mày liên quan gì tụi mày báo tao nuôi heo ha. Tụi bay á có ngon á, tụi bay sợ á, tụi bay qua đây tụi bay nói với tao nè.
nói trước mặt tao đi ha. Tụi bay á, đứng như móng chân tao, tụi bay mới sợ tao. Bay không dám nói trước mặt tao, giỏi qua nói trước mặt tao nè. Xuống đây nè, không có gì mà không nhắm người tức không, heo tôi nuôi nào giờ vậy đó mà nó qua nó báo chính quyền xuống bắt tôi gì đó. Thì phải rồi, mày nuôi heo không sạch sẽ tao báo là đúng rồi. Má ơi, má ơi, chị xin dùng chạy mỗi ngày không sao quá, bọn mà ngủ chỗ mới bị sạch ba. Nói nghe nè, mày đứng ngay cầm giường cái gì mà biết tao không sạch hả? Tao mà tao nói thẳng là hai chị em tao báo tao báo nè. Tự nhiên báo thì phải rồi, chị em tao bay á ganh tị với tao ha. Thấy tao nghèo quá thì khinh, mà thấy tao giàu cũng xíu á tao bay khinh, rồi tao bay ghét. Mày ganh tị. Không ai, không ai khinh, mày ghét. Không ai ghét chứ, má nó thôi quá trời ơi. Mày sạch sẽ vậy chứ. Mày ra một ngày mày tắm 80 quận hả? Ủa mày tắm gì là sạch vậy hả? Nó nghe nè, quả không được cái dọn nhà đi khác với má. Trời ơi, trời ơi, trời, nhà người ta ở đó giờ, nó dọn đi. Đắc tổ nó vô duyên vô dụng. Tao nuôi liên quan cái vòng bữa ăn sáng rồi nhà mày hả? Liên quan chứ. Bây giờ mày muốn nuôi á thì mày kiếm chỗ nào rộng rãi, yên tĩnh mày nuôi. Mày nghĩ sao mà nhà cầm. Không lẽ bây giờ tao vô rừng tao nuôi. Hả? Thế vô rừng nuôi cháu. Ừ. Tao muốn làm gì mà làm. Thành hàng theo rừng đi. Bây giờ hàng xóm tao giờ người ta ý kiến gì đó. Ai ý kiến? Con này ý kiến bước ở đây nè. Bước ở đây. Hai chị em tao nha. Làm gì? Mày làm gì? Ôi bình tĩnh. Cái má này nữa. Ngoài mặt thì chị em dữ lắm trời. Hai kiến gì? Nói này nói kia. Có hai bà nói với ai nói. Mày khổ đi thử hai bà. Chỗ chồng sớm nhau tâm nè. Có gì qua đây nói tao tiếng. Nghe. Bữa tao nói tụi mày cũng lấp ý chị. Ai có bí hả? Ai biết nào? Mày á, mày là cái đầu tiên luôn á. Mày lạ đồ quá. Mày là cái thứ đó mày nói mày thôi thì cũng không được kìa. Không được, có gì qua nói vậy dòng nó dễ xin lại. Nói là tội thôi. Thôi mày nói tao tiếng. Mà cái gì? Nhà tôi đứng mà cái gì? Hồi nãy giờ làm việc với chị là chị đang quấy gói trật tự lên trong phòng. Đây công cộng đưa lên giường nha. Nhà của bả công cộng vậy. Đưa lên luôn đi. Quấy gói trật tự sớm. Ta làm quá hàng xóm. Đây, tao không có cho mày biết thịt heo đâu, mày bình dữ vậy. Ai đừng có nói gì mà bà kia. Có gì thì là tôi hỏi. Hỏi là bảo bảo. Nãy giờ là có con chờ mày nó lại. Con vợ nữa là con vợ luôn á. Bắt cái dàn giáo lên trận nó chửi từ lúc 11 giờ. Bây giờ tới 12 giờ chửi chưa kìa. Bây giờ này là bà, tôi nói cho bà con nghe bây giờ là vấn đề này nè, để cho bên chúng tôi sẽ mấy anh chơi, mấy anh cấp trên làm việc với nó đi. Nó chửi sọt sọt nãy giờ. Là nó bây giờ bà con cứ ổn thỏa đây. Mấy anh phải làm biên bản đi. Đã biết con sai rồi, con quên heo nữa. Làm bản gì hả? Cái miệng của mày quá chảy miệng hả? Đàn ông con trai cái miệng quá chảy miệng hả? Tao nói mày suốt đời mày không có vợ được là như vậy, nó cái miệng quá chảy miệng mày hả? Tao làm gì? Tôi đề nghị chị lớn lắm, tôi giữ chưa? Mấy anh mấy chị... Mấy chị nói mấy giờ, lúc mấy giờ? 11 giờ, bây giờ 12 giờ rưỡi rồi, chửi nó đúng 1 tiếng rưỡi rồi. 1 tiếng hộ hả? Bà nghe nè, bà nói là bà chửi không có cho hàng cái này mắc là biết bản không sao, cái gì cũng là biết bản hết. Bà nói đi, hồi lập luôn bà đó, cái nào đúng thì đúng, phản cái bà ơi, bà con mình nhớ cái nhà mình làm việc mà không có giấy tờ không thôi. Thứ hai nữa làm đúng là tôi phải lập biên bản, tôi phải ghi vô đây, tôi phải nhìn cấp trên, tôi phải báo rồi. Thôi đi đi, biết cái chân đi, nhà tôi biết cái chân đi, nghe 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 nghe. Cứ nhiều chuyện không giống mày nhớ chứ. Chuyện này là của con tôi mày lâu quá. Pháo tôi bị giống tao. Cứ nhiều chuyện. Mày lấy cái quyền mà kêu tao nhốt mình lâu lâu. Mày á nhốt chung mày luôn á. Mày đi về đi nha. Vấn đề vụ nuôi heo thì tụi em nói vậy thôi. Chứ vấn đề này anh nên lập biên bản đi. Ừ, anh chồng đi cũng được. Vụ nuôi heo cho nó thoải mái đi. Tôi cũng biết anh vui mà. Thôi bây giờ tức quá xin lỗi em, xin lỗi đi. Chứ anh nghĩ tức không? Ơi, có nhưng mà bác không nói nữa. Anh em bán hết chân nguyên mày heo luôn khỏi nuôi. Bây giờ bà con chồm sớm mình nghe đúng là chồm sớm, hàng xóm nhau không à. Thấy tao có ăn cái tức, thấy tao có ăn cái ganh tị. Vô đây nè, cho cái nhà kìa ăn. Vô đây nè, ăn cái bữa con. Dễ ăn lắm, bái vô đây ăn. Bình tĩnh đi chị, bình tĩnh. Bây giờ chị phải bình tĩnh lại. Thứ nhất là chị phải, mình phải nói chuyện với bà con sao cho nó nghe nó hợp lệ đôi bên, chứ giờ chị la làng lên quá thì bà con người ta lại bắt. Tức tôi nói vậy thôi chứ lấy giờ làm gì giờ. Nãy chúng tôi mới xuống nhắc chị luôn á. Nhưng mà anh biết sao không? Chỗ hàng xóm láng giềng nhau, có gì qua nói liệu tiếng nó khắc phục. Chứ gì đâu mà lên báo chính quyền xuống là sao trời? Chị em hàng xóm với nhau mà có từ nói. Đổi vậy nó tức, nó mới leo nóc nhà, nó la làng rồi. Đúng rồi. Bình tĩnh, mình xử lý tình huống sao cho gọn ghẽ rồi bà con người ta mới nảy mình. Bây giờ anh thông cảm đi, vậy tức quá vậy nó mới nói gì với lại thôi chứ có cái gì bình đâu. Bình tĩnh vậy chị. Nói chung ra ở đây tôi biết vợ chồng anh á là rất là văn hóa, an ninh. Đúng rồi. Nhưng á là đúng mà tôi nói gì đâu. Bà không mang lên. Đó chị làm đang làm rồi, hồi là không có còn là văn hóa rồi. Không, cũng này tức quá, cũng này tức quá, tức thiệt, này tức thiệt. Biết rằng là anh chị đang tức, nhưng là mình phải tìm cái biện pháp nào đó. Mình phải giải thích cho mọi người xung quanh nghe.
Thứ hai để mọi người hiểu chị, hiểu giờ gia đình. Rồi, rồi rồi em xin lỗi được chưa? Mới không có nói nữa. Bán hết chân mày heo rồi. Vấn đề này giờ mình tạm gác ngang bên nha anh chị. Rồi lần này là chúng tôi nhắc nhở anh chị thôi, chứ không có phạt tại gì á. Ghi vô đây cho bà con thấy, để bà con không có phản ảnh nữa, nên là tôi mới ghi vậy thôi. Chứ thật chắc là không có ghi lập để lập biên bản của anh chị làm gì hết. Thông cảm với sao? Đây là để giải quà cho mọi người thôi. Bán hết chân heo rồi em nghĩ nuôi rồi. Rồi vậy thôi, chúng ta mình dàn xếp ổn thỏa đi. Gia đình mình cứ bình tĩnh nha. Rồi. Về anh chị. Chị đừng kia. Ôi là trời á. Ê, bây giờ tính sao má, tự nhiên bán hết mẹ heo mà mày tính sao gì? Tao sẽ bán cho vừa lòng tới nó. Rồi mày bán hết hai vợ chồng mày làm gì, kinh doanh gì nữa mẹ? Chị, ủa giờ tao có vuông nói gì vậy? Có vuông. Mày mốt mấy bảo à kiếm chuyện mấy cái vụ vuông của mày cho mày coi, cái vụ xả nước. Bảo tao nói nha, thấy tao có ăn cái rồi cái tức ganh tị nói vậy mà. Bà, hay là giờ tao tính gì đi, giờ mình bán hết heo đi, mình lấy tiền mình mua bò về nuôi. Cũng y chang vậy luôn á. Nó không khác xíu nào chứ. Không mà con bò nó không có la như con heo. Mày heo nó la gì lớn. Thôi lùi dịch luôn ngỏng đi cho đỡ la. Ê, dịch ngỗng mới la nhiều hơn con bò đó bà. Thôi bây giờ mệt quá trời, ông kêu mặn heo chưa? Rồi. Thôi giờ thấy hai vợ chồng nuôi tôm mẹ cho rồi đi, tôm cua gì đi cho nó khỏi la. Mà công nhận nó yên ắng vậy ha, thấy quá trời yên ắng luôn. Nè, cho rồi đó. Cái gì vậy? Theo, thì mới mặn mấy con heo rồi. Rồi xong rồi còn thịt đùi cho đó, ngừng ít ăn. Ủa sao để bán đi đem không cho bán đi thì cho chồng sớm nhau không mà ngừng hết. Ủa rồi nói vậy dặn cái nghỉ nuôi luôn hả? Chứ vậy là không bao giờ nuôi nữa làm gì nó lại uống được nữa. Vậy đây nó nghe nè. Ok đi má. Mà cái miệng nó chửi vậy chứ cũng đem qua cho bà gì. Để ngon nha. Ngon nha. Heo nè coi nha. Em vô chổng đi má, chút xíu vô lấy. Rồi nghe nè. Đâu mới về vậy? Trời. Đâu sao Thanh Long với mẹ nè. Trời đất cánh nằm thiên đụng nó cái gì đi bi? Cái mặt con bi gì vậy? Thằng Long á. Thằng Long sao? Nó giành bi với con, nó quýnh con vậy nè. Thằng Long con mũ sáu phải không? Đúng rồi. Trời ơi nó quá, nó con vàng con ngọc của má gì luôn đó hả? Mầm xanh mầm đỏ gì luôn hả? Ờ thằng Long phải học gì vậy mà? Mày đi qua đây. Con mũ sáu rồi nghe nó chuyện coi nè. Ừ vậy? Cái gì bơm gì đắt hết trơn vậy trời? Bà nghĩ làm sao con trai của bà quánh con của tôi vậy nè? Mầm xanh mầm đỏ vậy nè. Ở nhà nó cơ cưng như trứng rưng nhưng mà nó không như quánh một cây nó quỷ sao quánh vậy đó. Thì con nít nó chơi với nhau nó quánh lộn lạo có miếng cho có gì đâu trời. Quánh một miếng mà như vậy đó hả? Hả? Mầm xanh mầm đỏ hết trơn á bà giải thích sao? Trời ơi tôi tưởng đâu nhiều. Mầm có chút xíu mà bà làm quá không à. Cái gì chút xíu? Hả? Thế lẽ lỏng à cái mẹ biểu coi. Làm rõ về tôi nó yêu mẹ con chứ đâu. Buông cái tay ra coi. Bạn này phải không? Thánh thần đi đụng ơi, làm gì mà mặt bầm tím chứ vậy? Ai làm gì con? Bin. Bin nó làm gì? Nó bắn cái cục đạn vô mắt con. Thì đúng rồi bà ơi. Bà ơi, bắn cục đạn vô mắt ai mà không chịu né, né đâu có trúng đâu. Đó bà thấy chưa, bắn cục đạn vô mắt người ta quánh cái mặt bà con bà vậy phải rồi. Bà thử cái cây hả, tôi thụt cái cây vô mặt bà coi bà làm gì được tôi không? Ê, bà nói chuyện nghe được nha. Có liễu đâu, mày ra đây. Mày tới số với tao rồi hả? Mày con gái tao nè, nè. Gái làm sao? Con của mày đánh con tao chứ gì nữa? Ơi, con trai mà đánh gái tao này hả? Con gái người ta. Ơi, đéo hết đi nữa, mà để chơi nó đánh vậy. Thì giọng nít chơi nhau không là điều quá vậy. Con trai nó thì không sao, còn con gái thì không có heo gì. Lớn lên ai lấy nó hả? Ủa, con gái mà sao bầm đẻ nhẹ cho đi chơi làm gì? Giờ con gái mà đi chơi với con trai là mắc nết luôn sao? Sao bà không để? Ơi, con mẹ nó như vậy đó. Đó chính, bà coi đi. Con bà hả? Bắn nguyên viên đạn vô con mắt nha. Mắt con tôi bầm tím gì nè, coi sao nó không quánh rồi. Con mày con vậy con ngọc con người ta là gì hả? Tại con mẹ nó không chịu dạy nó, mắc nó được chơi với trai. Con mẹ nó khỏi đi. Là mày nhắc con mẹ nó luôn á. Ok. Quá trời, quá đất. Trang luôn. Quá trời, quá đất. Mày lấy hôn hả? Giờ con mắt người mày lấy hôn, mày giả mà bây giờ mày tin hôn. Bà giả thử coi. Chắc mẹ con, chắc mẹ con đứng yên cho bà giả. Trời ơi. Mày chết đâu bắt đeo mày. Trời ơi, trời đất làm điểm tì ơi. Tụi bà đánh con tôi như vậy đó, có chịu nổi không? Bà đánh con tôi như vậy. Bà liệu với bà sáu coi nè. Tử ơi, con bà đánh con tôi bầm mắt bầm miệng như vậy đây nè. Đó coi nữa là tàn nhẫn không? Bà hát chữ liếu đào to mà sao đánh được vậy? Bình con tử nó con mà tốt lắm trời ơi. Nè bà nghe nè con, ai đánh con ra gây đây? Bích nó đánh con. Đỡ đây chưa?
Tại bạn nhéo con chút chứ bộ. Không, phải rồi nè. Thấy giờ nó đụng đâu. Con bít nắm đầu măng nè, cũng gì nè. Cái này mẹ con. Được rồi, bà thấy chưa? Bình thường đừng gì, đừng có diễn tả nó, bình thường đừng diễn tả. Con nhỏ này cũng vừa vậy. Vừa vậy bà không biết dạy con, để con bà đi đi ngủ đầu đàn tới góp đi chơi. Đúng rồi. Đúng không? Có con không biết dạy. Hỏi có lên tiếng con rồi hả? Làm con mắt con tôi bầm tím vậy bà. Con bảo nó vừa. Con bảo nó vừa. Con mắt tươi quá hả? Cái gì vậy? Mụ trang đó rồi. Cái gì? Bà làm gì bà để cho con của bà quýnh nó nè. Quýnh con tôi nè. Cỡ này cái mặt cỡ này. Bà làm gì quánh dữ vậy? Bà dâm kỹ vô đi. Bà nói không ra lẽ hả? Lấy đi tôi cho sang bằng luôn cái nhà bà bây giờ. Đến nhà bà nội á. Rồi sao bà biết con bà con tôi đánh con bà không? Nói đi con. Lên đi. Con tính làm siêu nhân đỏ mà bạn giành với con xong cái bạn đè bắn đánh con về nè. Đúng rồi, con tôi thích làm siêu nhân đỏ. Con gái mà làm siêu nhân đỏ quá trời quá đất. Con này mới mốt mà lớn lên ha. Sao? Chắc nó không ra được cái lỗi gì. Đúng rồi, con có ai lỗi gì. Mới có bị lớn thì chị thấy không? Thấy không? Đúng rồi. Lớn có chút bé mà. Con má không có vừa không má. Trời ơi, sao hả? Con mà không có vừa. Nói chị không chị chỉ chỏ chỏ. Chị sao? Trời, mẹ dặn con rồi, con có được chơi với cái loại người, cái hạng người thấp hèn, thấp cổ bé hạng như người vậy gì mày, hiểu không? Mình á, là con nhà, nhà lớn, nhà con ông cháu cha, con hiểu không? Mấy cái dạng mà thấp hèn hạ đẳng về nào là dân thượng lưu giống như mình là không có được chơi chung. Ê, ngủ kìa, nói gì ai hạ đẳng? Hả? Nói gì ai hạ đẳng? Tôi đang dạy con tôi. Dạy con mà đừng có rơ đưa dạy con đi dạy, 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 dạy mà. Nghe, mình giàu quá về nhà mình tắt đèn, mình đóng cửa mình chơi mình đi má. Bà cao quá. Trời ơi. Bà cao mà đem lọc dừa đi. Đeo có ba sợi vàng là mình giàu. Trời ơi. Chưa chắc gì vàng thiệt nữa. Con ba không có bằng vàng à. Mà đặt lên trời trên mây trên ở cái trển. Thôi đi xuống đi bà ơi. Hỏi nói nữa con. Mẹ nói con nghe nè. Mẹ mốt cấm chơi mấy hạng người này nhớ từng mặt cho mẹ không cho chơi. Hạng người gì? Hạng người đây bà liệu. Cái hạng người không biết điều. Là tôi nói cái thứ nhất bà không giàu bằng tôi. Mà cái thứ hai á, trên người bà không có đeo vàng nhiều bằng tôi. À ở đây ai có vàng nhiều người đó có lên tiếng nói. Thôi bà im cái thôi. Bà giác cho mấy vàng sao. Đi ra đường á cũng sợ nữa ha. Bớt có nói, bớt có nói lại đi, bớt nói cho nó sàng má nha. Ôi, má nói mà mốt mà má mà thấy con đi chơi mấy hạng người này má chặt giò con nghe bên. Ở nhà hai má con tự chơi với nhau đi. Ôi ông sầm quá, đi về đi. Cái gì vô nhà? Bà mà không giải quyết cái chuyện con tôi ha. Tới số bà tôi vô nhà vậy. Rồi con trai tôi sao? Hả? Con mắt con trai tôi sao? Tôi không biết, con trai tôi biết con tôi. Con gái bà con đâu không ánh. Con tôi nó nè, con gái tôi nè, bầm môi bầm mắt nè. Rồi con thằng con trai của tôi nữa chi? Ủa không liên quan, đứa nào quánh nó đã chịu. Nhưng mà bà với con tôi, bà không biết. Trời ơi con vàng của má. Trời má thương, ở nhà không dám đụng một con tóc của bà luôn. Con vàng con tôi không có vàng à. Rồi chắc con tôi là hả nè. Má vàng là vàng của má đem về nhà đi nha. Con trai quánh con trai là thấy sao vậy? Bây giờ gì nè? Bây giờ tôi hỏi thẳng một câu nè, mấy đứa nhỏ nè. Ai ngủ đi chơi trước? Bên đó, 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 đó. Ủa, ai ngủ ai mượn tôi bay đi chơi. Ai đúng rồi, ai mượn đi. Hai mẹ con ngang ngủ đi, cha con mẹ nó ngủ đi. Bắt cười quá à. Ngủ không đi thôi, em mới đi rồi. Đóng cửa trong nhà đi, đi chơi. Đầu dây mối nhỏ là cũng do con mà. Hả, đây nè, ngủ con tôi đi chơi rồi bắn viên đạn vô con mắt nè. Rồi bắt đầu kéo lôi mấy này đi. Rồi làm siêu nhân đỏ, siêu nhân hồng nè, đồng thồng gì nè. Rồi cuối cùng quánh con ta. Trời ơi, ủa mà không có liên quan má. Đứa nào quánh lên đó chịu. Ôi con tôi ngủ đi chơi ai biết không ai biết đi. Ở nhà nghe ngược quá. Hai nó coi chơi nhà đóng cửa chơi mình nhau đi ra chơi. Ở đây cái độ sợ. Cái độ mà láo lượt và xét sượt nhất là chỉ có con mà thôi mày coi giò phải hai má con. Ê. Nói chuyện là cấm đụng chạm với con tôi nha. Nè, con khỏi đi chơi nhìn cái mặt này mặt cái dân. Đi cha một đút một luôn. Con tôi không giống tôi giống mặt bà. Hả? Giống mặt bà làm gì cái con khỉ vậy đó. Trời ơi, đây giống khỉ hơn đó. Đây giống khỉ hơn đó. Bây giờ tính sao rồi cãi lộn tí tối vậy hả? Vậy về. Đây nè. Mẹ mà thấy con chơi mấy người này nha. Mẹ mà thấy con chơi mấy người này nha. Này mày chặt đồ con nha Bin. Ôi chắc chắc con à. Mẹ không chơi nha. 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 Mẹ không biết lo. Giờ giờ con gái biết lo. Giờ bị tao quánh thì bị lên làng lá xốp. Con trai vậy hả? Đi quýnh lộn, quýnh con gái người ta. Con trai cũng vậy. Sao vậy? Hồi nãy cũng vậy nè, con trai quýnh lộn với con gái người ta. Quýnh ai đâu? Con này quýnh nó. Rồi đi. Ủa đánh nó mà sao không chạy rồi đánh lại. Đúng
rồi má. Tại vì tôi dạy con tôi là sống cho sạch, cách cho thơm, mà ở cái cõi trên đó thì bớt lạo lý đi, bớt lạo lý đi má. Lạo lý gì mà thấy nghe thấy ghê quá. Đi về đi, về đi, về. Mẹ đẻ em, mẹ cho con. Đi về đi. Không có được chơi bán này nha, đi về. Bước vô nhà cho tao. Trời hả, quấn lộn lạo ưng đó hết trơn. Cái gì cơ mà? Cái bà dễ dàng rửa mặt vậy? Lên cuối cho mẹ. Bỏ số. Ben. Dạ. Mày kêu ai dạ vậy? Dạ mẹ mà. Sao mày khôn nhà dạy chợ với Ben hả? Ở trong nhà thì son sỏn cãi cha cãi mẹ. Mày ra đường chơi chúng quánh gì không dám làm gì hết trơn. Tại nó mập quá, quấn không có lại. Mình quấn không lại, mình nếu mình chơi không lại thì mình nghỉ chơi. Mình không chơi nhau nữa, mình không thì bắt chơi nữa. Mình đóng cửa nhà mình chơi mình. Ra đường quánh lộn vậy người ta cười vô mặt của mẹ mày. Sao mày khờ dữ vậy hả? Mình dám mình chơi được với nhau mình chơi. Không được thì thôi mình nghỉ chơi. Mình dám chơi lại thì mình chơi với lại thôi. Mày quánh bầm dập cái mặt gì nè. Lần sau mà còn vậy thì mày tới số mày tao. Mày chỉ mấy cây. Một. Cái gì một cây Binh? Cái gì một cây dễ dàng vậy hả? Mấy cây? Ba. Ba cây. Lần nào bánh ba cây. Lần sau mà còn quậy như vậy nữa là mẹ tới số với mẹ. Đúng không? À. Nín. Căm cái họng mày liền. Nín nhất liền. Bỏ nha. Nha. Cái kìa giờ mặt mày sưng như vậy nè. Mặt mày nó sưng như vậy nè. Tao mà thấy mày ra đường mày chơi nó là mày chết biết tay tao. Để cây này đi ngoài làm cơm, cái cây mà nó gớt xuống là mày tới số. Biết chưa? Cắm để gớt nha. Dạ. Còn cái đường mệt quá trời mệt. Ông thấy cái thau giặt đồ đâu không vậy? Ngoài đó chứ đâu? Ngoài đó là chỗ nào ông nội này nè trời? Nói chỗ hè chứ đâu? Rồi hôm sáng tôi để đâu, bây giờ để chỗ hè là chỗ nào? Chỗ hồi sáng mà để chỗ nào, bây giờ nằm chỗ đó chứ đâu? Ông nội này ngộ đời vậy trời? Hai chồng cứ lộn suốt ngày vậy trời. Đi qua kiếm coi. Thì bảo đi kiếm đi. Để có hai cái áo của con không? Cái áo mày để đó mày hỏi tao. Hồi sáng con để trên đầu tủ lạnh á. Hai chồng suốt ngày cứ lộn vậy trời. Cậu đi kiếm coi. Thì sao mà không đi kiếm được kêu tôi hoài vậy? Ủa là trời, bực bội ông nội này nè trời. Mẹ bà ông nha. Qua chửi ai vậy? Ai chửi ông, tôi nói vậy bộ tôi đang quạo nghe. Mà không đi kiếm đi mà ngồi mà chửi. Ông thấy tôi đeo giặt đồ không? Ủa giặt đồ ơi, thay giặt đồ luôn nha. Bà ơi, gà ớt đâu? Cái gì nữa vậy? Tôi đâu có mà qua đây mất vậy? Thì coi có chuyện kiếm âm không? Không có nè. Thôi trời. Hai thằng ơi ớt làm gì không có chuyện kiếm âm. Hai vợ chồng người từ nói làm gì quên lộn quên lạo cái sớm tại phim ta phiền hà sao trời. Mà đông nội đi ghê luôn á trời. Có gì đâu mà phiền. Phải nói chuyện hơi lớn tiếng chút. Gì vậy? Hai chồng người từ nói nè. Hạnh phúc gia đình thôi mà là hai chồng làm gì cử cãi gì mất công tao nhầm sớm thôi nhân gia đình. Quỳnh ơi cơm Quỳnh ơi. Cử rồi nào. Ai cử lộn nào bà nội? Nãy giờ tôi không cự lộn đâu. Có đâu. Bà nội đi đi qua nó đi cự lộn vậy. Ủa là nãy giờ là không có cự lộn hả? Thì ông kia tôi lấy chứ ớt. Hỏi có trong cái bàn không? Con mẹ này đâu ra vậy? Trời hai chồng nói chuyện bình thường đó hả? Bình thường mà. Ủa là bình thường. Cơm mà. Là bình thường đó ha. Ừ. Thánh hồi cho hai chồng má bình nói chuyện bình thường mà tưởng đâu dũng dở ở sớm luôn hay má. Cơm nè Quỳnh ơi. Dạ. Em làm cái cơm mà cứ bớt dần cơm. Tôi tự thôi. Ra ngồi ngoài kia kìa. Ngồi ngoài này nè. Con này nó kỳ thiệt á. Cơm chưa? Ngồi luôn nè, ngồi xuống cơm luôn nè. Chạy qua tự nhiên cự lộn lão vậy? Không, tưởng nó hai chồng cự lộn, đang ngồi xích kem, dũng da. Nghe sùm nữa hai chồng cự lộn, mới lộn nhai. Hai chồng nói chuyện bình thường nữa hả? Nói chuyện mình có cự lộn rồi nào trời. Ngồi chưa mẹ giặt cái áo con rồi mẹ để đâu? Trên đầu tủ nữa trời. Con quá hay. Còn mày có thì... kiếm vô mà không thấy. Không có thấy thiệt mẹ. Mẹ cho ông tin mẹ cho ông ngoài tủ lạnh nữa coi. Con đâu có trên đầu tủ lạnh đâu. Đâu chồng tôi thấy rồi. Biết mày tao nghe. Dạ à, từ. Có gì từ kiếm này. Con cái rẻ trên đó thì từ kiếm làm gì mà. Có là gì đâu. Nó hay nói chuyện bình thường mà. Rồi có không? Ra kiếm nè. Thánh đằng ơi. Cái nhà này cái nhìn kinh dị thì trời ơi. Cái lo như phát lo có lo thanh vậy á. Con cá của con.
đây nè. Nè, cái này cái gì? Rồi con đây, lẹ lẹ đi. Trời ơi là trời. Má ơi má, con lại ba, con lại má. Thiệt tình luôn. Ủa gì đó? Nhỏ cái ra là giùm cái coi. Thánh thần ơi, cháu ngoại người ta đang ngủ bây giờ không bao giờ mà nó ngủ được buổi trưa. Trưa trời chưa được ăn cơm thì lo ăn bằng cái miệng đi. Cái miệng là trám cơm vô, trám vô hết đi. Ba cái miệng trám vô hết đi. Gì đó mà vừa ăn vừa chửi nhau vậy? Chửi nè. Ai chửi với đâu trời? Không chửi mà nguyên cái xóm này nó cũng vậy lên luôn á. Muốn động đất luôn á. Con nói chuyện nhẹ nhàng. Có không mày có nghe không liệu? Có, nghe, tôi nghe rõ ràng mà. Rồi. Có đâu, nó chịu bình thường à. Ê nó nghe nè. Bao lâu rồi chưa móc trái tay? Cho chị hỏi lại em á, bao nhiêu lâu? Ủa bà này ngộ không trời? Nói chuyện là phải nói lớn vậy hả? Ủa nói chuyện bình thường mà. Dạ con nói chuyện nhỏ xíu à. Vậy thôi em muốn hai vợ chồng á gắn cách âm đi. Ê nó còn khẳng định là nhà nó nói chuyện nhỏ xíu nữa kìa má. Tôi nói bà nữa đi mà tôi đang ngủ mà hai chồng mà không biết làm gì mà cái tiếng ngáy của ổng cũng kinh dị lắm. Cái ngáy của ổng y chang như là Ê chị, con nghe nè, hôm bữa tao tưởng đâu nhà này ở xóm này ai nuôi con ảnh nương má. Nuôi ảnh nương đúng mày. Nghe tưởng nó là con nó kêu không. Quá trời quá đất rồi sao mà cái nhà này thôi một cái kỳ khô dữ vậy trời. Không ngủ nghe gì được hết trơn. Hàng xóm nó cho tao nghỉ ngơi rồi mới mát hàng xóm. Nó mới ngủ, tao kể cho nghe chứ cháu nó mới nằm ngủ nè, đang mới mình nguyên một đêm nó quậy mình ha. Ừ. Nó mới được ngủ một xíu đang làm trong giấc ngủ một cái ha. Ba gì vậy? Vậy? Đó gì đó vậy đó, nó gì đó, nó gì đó. Nó bận kìa, không muốn ngồi luôn phải luôn. Gì đó má. Thôi về má. Kể gì? Gấp dao vô. Ăn dao vô. Có đứa đang nè. Nó mà không ăn dao được. Ăn dao đá thôi. Đây. Hai chồng tôi tưởng nó là đang cưa lột bánh lộn đó má với nè. Ăn dao vô cho mẹ. Con không ăn dao được mà. Có tiền hả? Hai vợ chồng đi mướn cái hecta rừng này mà cỡ 40 hecta. Vô chỗ mà hai chồng la. Mày làm gì? La cho nó đã. Hiểu không? Chứ đừng ở chung với ai hết trơn, hàng xóm không ai chịu nổi hai mấy hai vợ chồng. Ủa có la ai đâu trời. Kệ đi. Ông ăn. Không ăn dao đâu. Không ăn đây. Đi đi. Ủa hồi chiều con đi học đó mẹ cha tặng đồ cho con chưa? Thấy ghê lắm má. Ý thức rồi má ơi. Sao quá quánh tôi? Ai kêu mà ngu? Không có. Ngu cái gì? Mày đã giận mà quánh tôi không? Ai mà chơi ngu chi? Ông nội này nè trời. Trám hai cái họng này lại. Chạy lên chơi không chạy chạy dưới không mà không kêu bị đánh. Ai mà biết cho mà chạy vậy? Ông quánh tôi trước mà kêu tôi chạy vậy? Mấy lần trước là bình thường, lần này quánh lộn thiệt đó, qua quánh tôi đó nghe. Có quánh tôi nữa trời. Ai quánh luôn rồi kìa. Tao không đánh được. Kêu đừng có quánh mà. Quánh bà vậy. Chị ơi chắc lớn rồi đó. Đừng có đánh tôi nữa mà. Ba đừng có đánh mẹ nữa. Trời ơi trời, sao mà cái gì mà tại vì cái ông đánh tôi vậy? Cái gì vậy? Chủ đi. Ba giữ chủ, bắt chủ bây giờ. Ông đánh tôi hoài vậy? Anh cứ chạy vô đó làm gì? Ủa con làm. Ủa gì hả? Thì nghe cái gì quánh 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 gì vậy? Quánh quánh là quánh cái gì? Là quánh cái gì? Nói tao nghe quánh gì? Bạn quánh em mà. Bà chưa bị quánh hả? Bị quánh gì đây má? Vậy sao ông quánh? Ủa, quánh gì mà la ông sùm vậy? Trời ơi là trời, má ơi là má, con tưởng đâu là ông nội này quánh bà nội này, tôi qua đây can. Thêm bà nội này nói ba đừng quánh mẹ nữa chứ. Thì bà quánh trong game. Ông nội này nè không quánh ta đâu, quánh tôi hoài luôn. Ai vô mày chạy lộn xộn cái chứ làm chi? Cái gia đình phép thuật. Đúng rồi. Gánh không? Ủa tự nhiên cái bu qua đây chi vậy? Không? Thì nghe, hả? Nghe nè, giấc trưa rồi mình nhỏ cái miệng lại cho ta, hàng xóm ta ngủ ngơi, con cái gì, người già chứ em nhẹ nhóc kìa, trời là trời gia đình. Ủa, ta nói chuyện nhỏ mà. Ông nhỏ dữ rồi đó. Trời ơi. Tự nhiên cái bu qua đây trời. Cái gia đình của ba má là gia đình mà nó bự, cái miệng rộng nhất trong cái xóm này đó. Ha, cái miệng vậy đâu mà cái miệng như cái lo vũ trụ gì đó. Cái miệng vậy đâu, như cái miệng lúa vậy trời. Má nó nghĩ chơi đây. Nè, bà có tin là ngày mai tôi nói với quyền tháo cái lo phường xuống. Treo ba cái mỏ cho gia đình vô duyên quá à, tự nhiên cái đi qua đây con nghỉ chơi vậy nghỉ chơi à con kia đang kéo gà không 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 mắc uy tín thì mắc uy tín nghỉ chơi rồi ông nội này quánh tôi hoài luôn kêu vô giữ trụ ông giữ trụ rồi mấy má đi đi về đây trời lại má này chứ trời nghỉ chơi đi con nghỉ chơi với ông nội chơi vậy hết chặn đi con đang kéo gánh mà không kéo gánh thì tao nghỉ chơi rồi đó ba đang ngộ thiệt trời tại ba nghỉ chơi luôn. Ai mẹ con này bị gì á? Che chiếu Cà Mau cuộc cắm sao? Ôi ngày nào sùng hoài không ai ngủ nghỉ. Ôi quán. Đi đâu vậy? À, em dọn đồ qua ngoại chi liễu ơi, ở đây quá trời rồi. Quá giòn em ơi. Rồi sao mà la gì đâu mà lông thằng trưởng luôn. Mẹ nó không nhận thì cái này phải báo chính quyền chứ kiểu này cái biển này sao chịu nổi. Ờ. Quá trời rồi. Bây giờ anh lên Sài Gòn đi làm luôn chứ giờ trả nhà ở đây luôn sao mà ồn vậy mà sao mà sống nổi hay thiệt chứ. Gì đâu mà vợ chồng gì đâu chơi game gì mà la hơn cái gì nữa. Chơi game như quấn lộn vậy đó. Không để ai ngủ ghê gì hết. Ổn đi. Nữa rồi đó. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Thôi đi đi anh ơi. Chán thiệt chứ.
Thôi em đây la hoài. Tôi lại mẹ mẹ ơi. Thôi bảo trọng liệu con đi à. Đi vậy. La hoài. Trời ơi, cái kiểu này phải làm việc lại chứ, kiểu này sao ai ở nổi trời. Trời ơi, vợ chồng gì mà quỷ ma dễ sợ luôn, không cho ai ngủ ghê vậy chứ. Không ăn đủ đánh tôi nữa mà ông ơi. Kêu mày làm đi, mày làm đi, không làm. Chắc cũng giống mấy lần trước. Đừng có quánh tôi nữa mà. Chơi game quá. Không mà nghe mà sinh động nghe, nghe mà nghe chát chát luôn ha. Y chang như thiệt rồi. Một lần một nó tức cỡ nó già. Ồ, y chang như thiệt ha. Cái game này sinh động thiệt đó. Quen quá quen hả? Kể. Cứu mẹ Quỳnh ơi. Cứu, y chang như bữa cứu em vậy ha. Trả tiêu, trả tiêu. Gia đình gì đâu mà gia đình đâu mất lịch sự dễ sợ. Gia đình này là gia đình phép thuật. Em không ấy cho một ngày gần nhất chính quyền xuống đi chứ giờ về lại thật tức rồi. Ai đừng có bán nữa mà. Ủa bà hai đâu ta? Giống cơm bữa của hai chị. Ủa, chính hai, chính hai. Gì vậy? Trời, nó quánh game đó. Quánh game đó má ơi. Quánh game đâu, con nó nói thiệt đó, nó quánh là nhau thiệt luôn á. Ủa thiệt hả? Thiệt luôn á. Thiệt không? Thiệt. Phải không? Thiệt không, tôi đi kể nha. Ừ. Chắc hồn chứ đi qua quê nữa đó bà nội. Chắc luôn. Ủa cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, cái gì? Đi làm đi cà phê không, mau ra, con khổ không nhỏ. Vậy, bánh vô bắp gì đào quá trời. Thì có nên vô can không? Bây giờ là bánh thiệt rồi má ơi. Thiệt. Em cái gì mà em. Bà kêu là. Ông giả chị cái muốn chặt nữa luôn nè. Ông kêu làm đi cà phê chị. Thằng ơi, đánh cái gì mà sưng trù dù vậy? Nó tiếng rồi. Thôi mày ra đây. Tại mẹ. Bỏ chưa, bỏ, chưa. Bây giờ đào rồi. Sao chị la lên mẹ mới không chạy qua giúp chị vậy? Ai biết cái bình thường cái miệng mai biết được trời. Biết đâu chạy qua thì nói chơi game rồi đuổi về. Thôi vợ chồng có gì đâu mà từ nói. Ông Quýnh như nghĩ sao đàn bà con gái ta gì mà. Tôi nói cho ông nghe nè. Mình vợ chồng không ổn được thì thôi chứ làm gì Quýnh bán gì. Bây giờ Quýnh nghĩ sao Quýnh đàn bà con gái cái mặt tiền đây là quan trọng chứ Quýnh ngưng mắt nha. Quýnh cho cái mỏ mắt thì đừng có la nữa là được rồi. Quýnh ngưng mắt. Cái miệng của bà tới giờ này bà cũng còn la tới cỡ đó nữa. Ừ. Ôi ơi. Bỏ nha, thấy bỏ nha. Biết rồi. Bỏ là ông bỏ đó. Bỏ. Ê, là cái mỏ của ông bỏ. Rồi tới chừng nào ổng mới được trị cái miệng của ổng vậy ta? Thôi chạy bên chạy đi bị khâu được kìa. Hai đường kìa. Làm vợ là phải tam đồng tứ đức. Thôi bỏ bà gì đâu á. Nói tới đừng bỏ ông giỏi. Đi chạy đi. Tới cỡ đó rồi muốn làm gì nữa trời. Bình thường. Ai kêu cái tôi chạy qua cứu chị rồi tôi không cứu chị. Ai kêu cái miệng bà bóp chị. Bình thường thấy con la gì tưởng nó chơi game. Ôi, ủa gì mà cứu? Con mày sao mày nấu qua mày kêu tao rồi mày để cho mày ông cái nàng rồi đó. Vậy là bánh thiệt rồi, đi kể mắt đi kể. Giờ tao kể cho con nghe mà. Ủa ba ơi, mẹ đi rồi ai cháu con đi học? Đi tự đi học đi. Mẹ hôm nay mẹ cháu con đi mà. Tự mà lộn đi. Thầy nói nghe nè. Ủa, chị sao? Ê! Sao? Nó nghe nè. Thôi, không cần đâu. Không cần đâu, chị không có nghe gì hết trơn á. Khỏi kể vụ gì hết trơn. Có chuyện này vui lắm bà. Không vui đâu. Không vui đâu. Em kể chuyện này. Em đọc. Ôi trời, nữa trời. Em kể chị nghe chuyện này nè. Đây nè. Bà Ly đó. Bà Ly sao nữa? Đi theo người ta rồi. Đi theo người ta rồi. Kệ đi, bà đi về, bữa bà về à. Kệ đó. Chị bây giờ không quan tâm cái gì thằng cháu chồng sớm nhau. Thì em bấy người chị không có lòng từ bi hỷ xả xíu nữa chứ. Chứ bây giờ sao mới là từ bi hỷ xả nữa. Mẹ em kể chị nghe. Ờ. Là đi theo xong cái gom hết mấy cây vàng của chồng đi chơi luôn má. Vậy hả? Ừ. Sao kỳ khó dữ trời. Thì bấy vậy. Không làm bằng quạt cả hả? Mấy năm trời mới dư được nhiêu đó bây giờ gom đi chơi hả? Gom đi hết trơn luôn má. Gom đi đâu vậy? Ai biết. Gom đi cho ông nội ngoại dễ biết đâu. Vậy đó hè. Ừ. Thôi mà thôi kệ bà đi. Kệ bà. Bà gom đi thì cũng kệ bà đi. Tại vì cái này là của ổng đó chứ không có liên quan gì của nhà chị hay gì hết trơn á. Trời thôi ơi. Đi ha. Em bớt nhiều chuyện ra đi em ơi. Không, em không hề nhiều chuyện. Em thề chị em không có nhiều chuyện nha. Ủa vậy mà tại vì chuyện nhiều quá em nói là không có hết thôi kể. Em ấy kiểu như là gọi là em là thu thập thông tin của xóm này để cho mọi người biết. Kiểu cho em không nhiều chuyện đó, bậy đi. Nó bậy ở nhà chị đi ra ngoài kia. Chị kêu nó gỡ cái lo xuống nha. Chi vậy? Gắn cái lo em lên. Gắn cái bỏ em lên trên cái lo phát thanh đó đó. Em thông báo. Mẹ này ngộ ghê trời. Ngộ gì? Nó nói chuyện cho nghe không nghe thì thôi, biết chứ làm gì thấy ghê vậy. Đi. Ôi là trời. Anh thằng ơi, nghe. Trời, tao thấy, nó mà tao sợ rồi, rung tim hết trơn á. Bà con gái gì ăn ở không đi nhiều chuyện thấy sợ luôn vậy đó.
rồi kể ra rồi tới ta nói cái là hả đủ lý do. Ôi ôi, ngày em ra đi. Ai nó nghe, nghe nè. Trinh ơi, nó nghe nè, chà bà nội đi kỳ gì vậy? Trinh ơi, Trinh đâu? Mẹ này ngủ ghê trời. Nè, làm gì chấm gì? Vừa nắng. Anh nghe nè, nghe nè. Rồi ngồi đi, ngồi đi. Thôi cho mày ai. Ui là trời, chứ làm gì trời? Nghe nè, nghe nè. Tức chết mẹ rồi. Nghe nó, nghe nè, nghe nè. Trời ơi, cái thằng đụng. Tao chi vậy? Bà lại đi bà làm đi gặp tiên dầm như gặp ma vậy má. Thôi còn hơn nữa má ơi. Ôi. Kiếm tao chi nó lẹ đi. Có chuyện gấp lắm tao mới nghe nhà chị em ngộ ghê trời. Không có chân được thì dọn nhà đi chỗ khác mẹ cho rồi đi chứ. Nó kêu gặp tôi là chạy đi trời. Nhà tổ tiên tao để lại tự nhiên dọn đi. Nói cho nghe nè. Bà Mỹ Ly mới theo trai rồi. Không có gom ổng hết mới đi theo trai rồi. Theo ai? Theo ai biết đâu má. Đang điều tra nè. Thiệt. Cô mắc gì mà điều tra? Bà nghe nói ra là cái gì? Không, nói chuyện tôi quan tâm chuyện chồng sớm, bà hiểu không? Chuyện chồng sớm, chuyện nhà đình tao mày điều tra chi vậy? Không có phải. Sợ gặp ông Chí ông buồn, hiểu không? Tôi mới điều tra vậy thôi chứ. Ông buồn thì tao qua tao ngồi với ông làm gì sợ chứ. Trời ơi, mẹ này ngộ ghê, không quan tâm gì hết trơn. Tính tôi nó không có nhiều chuyện đâu, tôi thề với bà luôn á. Tại vì trước mắt tôi mới nói thôi. Chứ từ tôi không có tính đâu, không có nhiều chuyện. Mệt quá trời mệt rồi. Để nói cho nghe nè. Gì? Hôm á, đi khoảng lúc 3 giờ đêm. 3 giờ đêm đi má. 3 giờ đêm đâu đâu là đi lên xe đò, đi xe Phước Hưng nè. Đi xe đò, đi xe ông tá hả? Ừ, đi xe Phước Hưng. Dạ, gom hết mấy cây theo. 4-5 đứa con rồi mà sao dạy trai dữ. Ừ. Thì bởi chứ mới nói gom hết mấy cây vàng. Ủa sao biết đi đúng 3 giờ? Cái gì? Tôi gịnh. Ha, rồng. Không có ý là hôm tôi đang đi đồng, bà hiểu không? Má. Tình cờ tôi khoan. 3 giờ sáng đi đồng gì đâu. Ừ. Hả? Đi tưới cái luống rau. Má ơi, 3 giờ sáng mới đi tưới rau. Gần thu hoạch rồi mẹ. Thánh thần ơi, 5 giờ tưới không được cái gì 3 giờ. Có nước là má nói ha, má gần nhà người ta 24/24 mà thì tôi cùng tin nha. Làm gì có gần đâu, mẹ này ngộ ghê trời. Tính tôi không có nhiều chuyện má. Ồ, tính má mà không nhiều chuyện, tính má là nguyên cái xóm này hay là. Bà nói chuyện con nói ác mồm ác miệng con nào? Con nào nói tới nhiều chuyện? Hả con nào? Bà kêu nó ra đi tôi giạt mỏi cho bà coi. Thì má mày á. Ai? Má mày á. Má tôi mắc lâu rồi làm gì có ai nói. Má chồng mày á. Bà nói mày nhiều chuyện dữ lắm luôn. Rồi nhầm khi là nhiều ôi, chuyện mà bà... quên nấu cơm cho bà ăn luôn. Ôi bà ghét tôi đó má ơi. Má chồng tôi bà giống quỷ lắm chứ không phải là bà là người thường. Ôi thấy ôi má trời má chồng nó mà kiểu giống quỷ rồi trời. Không. Bà ăn suốt ngày á bà keo dữ lắm trời ăn thôi chứ ăn đó má. Thôi keo bỏ bà chuyện bà đi. 3 giờ đêm cuốn đi theo trai. Tôi thấy. Còn bà thấy được hình dạng đó không? Không. Thấy bên bả rồi thôi, bả đi xe đò thôi. Chứ không thấy gì đó. Phải hồn đó má, hay người ta đi Sài Gòn người ta khám bệnh đó mẹ. Chắc rồi má, lúc 1 giờ đêm là bắt đầu là cứ lộn rồi. Vậy ha. 1 giờ đêm là cứ lộn rồi. Nè. Yeah. Ừ. Ủa mà nãy mày nói 3 giờ, giờ 1 giờ đâu đó nữa vậy? Sao lúc... 1 giờ biết vợ chồng ta cứ lộn? Lúc 1 giờ tình cờ tôi đi ngang. Ủa 1 giờ mày đi đâu ở đó? Tôi đi hả? Tôi đi tưới mấy cây dừa à? Thánh thần ơi, tưới mấy cây dừa mày tưới 1 giờ. Ừ. Mày tưới dông á. Mẹ này ngộ ghê trời. Trời ơi là trời má ơi, má nhiều chuyện thì má nói má nhiều chuyện đó má ơi. Tôi không có nhiều chuyện, tào lao nó tầm bậy tầm bạ. Trời ơi trời ơi, má đi gần người vợ chồng người ta kỵ lộn mà má nói là má đi tưới dừa. Thôi thôi không muốn nghe thôi kệ chị em nói nghe. Vài bữa nữa trong xóm này là từ 12 giờ đêm nó ngồi má nói chuyện mình má ơi là má hiểu rồi đó má. Ô nhận mình nhiều chuyện không chịu nhận đâu. Quá trời mệt chạy quần cũng trời. Ê, bà hai, nói cho nghe, chị này nè, bà nội này bà ngộ ghê trời, ở đâu vậy? Trời ơi má này ngộ ghê trời, nè nó. Ôi là trời, bả với bạn không biết gì trơn. Ví dụ gì vậy? Má này má sợ là gặp tôi sợ bị sợ gì trời? Có sợ đâu mà mắc công chuyện. Công chuyện gì thấy bà ngồi đây mà công chuyện gì? Thì tính đi đó. Đâu? Kể cho đây. Thôi, không có muốn nghe.
đi tính đi hái rau đó, nấu cơm á. Nghe nói bà cái chuyện này ngàn năm có một, không nghe một cái là hối hận nguyên một đời thiệt. Nói cho nghe. Bà Bí Ly á, cuốn đồ đi rồi. Ừ. Hai chồng hôm á lúc ba giờ đêm, hai chồng ở một đêm, hai chồng gồm sùm xong ha. Cái lúc ba giờ cái đầu cái gom vàng đi chưng mấy cây vàng, xong lên xe bất hưng đi mất tiêu. Em tao nói mày nghe nè. Sao chuyện gì ở đâu mày cũng biết hay vậy? Hả? Không, hồi hôm là một giờ tình cờ tôi đi tưới cây. À. Tôi đi ngang nhà tao mới kêu lộn. Rồi ba giờ sáng mới xách đồ đi đó. Rồi ai tưới cây một giờ vậy trời? Hả? Tôi tưới một giờ không má ơi, tưới giờ đó mới tốt, mày hiểu không? Nhưng mà tao nói mày nghe, mày đừng buồn nha. Ừ. Ở xóm nào cũng vậy á, mà người ta thấy mày xuất hiện là người ta sợ. Nói thiệt mấy luôn ba má con làm gì kiểu mà có ăn không nó có, hay là ăn có nó không vậy? Cái kiểu mà tôi rảnh rỗi xin ông nổi có gì làm, sao đi đầu này tôi đâm thập đầu kia, thôi sợ ba má quá trời đi. Người ta có lòng tốt, người ta thông tin thân cái xã cho nghe mà còn không chịu nghe, xong rồi nói người ta nhiều chuyện. Bởi cái xóm này ăn ghét tôi là dĩ chân, hay là ganh tị với tôi, hay là không thấy không đẹp bằng tôi ganh tị. Trời ơi đẹp dữ chưa, người ta sợ cái miệng mình đó, cái miệng không có phải không? Tôi không có nhiều chuyện, tánh tôi nào không có nhiều chuyện, mày hiểu không? Cái tánh tôi là cái kiểu mà chuyện nhiều thôi, tôi muốn cái chuyện nhiều quá sao tôi mới nói cho mọi người nghe, để người nghe ít cho được chia sẻ, cho nó có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia, có chuyện cùng nghe, đó là vậy đó. Ê tao nói nghe nè, chút mày lại đây mày kể gì đó, rồi mày đừng có nói là mày lại mày kể tao nghe nha. Sao vậy? Tao không muốn biết chuyện của người ta biết không? Nhộn ghê, không muốn nói, không nói thôi. Trời ơi trời, làm như kiểu mà là ấy, tôi nhiều chuyện lắm, sao mà mốt khỏi không có chuyện, không kể cho bà nghe đâu. Bà nội khỏi kể nha. Trời ơi, từ trên xuống dưới ai cũng đều biết danh hết trơn, mỗi lần vô nhà người ta là người ta sợ rồi. Cái gì đâu mà cái gì cũng biết hết trơn á. Hồi đêm hôm lúc 3 giờ đó kiếm. Em không có nói. Má đi, tại sao mày đổ má đi theo trai? Má trời, cái chuyện động trời dám nói vậy đó. Mày kể tao, mày nói bà vậy đó, rồi bà nói tao có nói đâu. Đó, rồi nói hồi cưng nói. Nó nói đó chị, nó nói chị đi xe gì đó. Đấy, đi theo xe Phước Thành rồi đi lên trà, đi lên thành phố á. Ê. Tao bấm cái vàng theo ta. Ăn nói tầm bậy, ăn không nói có nghe. Con này cái nào nó có là có, nào nó không là tôi sẽ Phước Hưng, nó là Phước Thành nha. Tao lao nha. Thì cũng này đi lên cầm, đi lên thành phố hết trơn á. Nói chị đi theo cha. Ủa? Đi theo trai. Nó mà đi theo trai rồi mà. Đúng rồi, theo trai. Gom 3-4 cây vàng luôn. Nó nói chân. Còn leo lên xe 3 giờ sáng, 1 giờ sáng là cãi lộn với chồng, xong 3 giờ sáng leo lên xe gì Phước Hưng gì, là gom 3-4 cây vàng đi theo trai, bỏ ông Bảy, ông Chiến ở nhà. À. Ông Chiến ông buồn, ông khóc má. Tôi ra nó khám bệnh á, chửi ông sầm hết trơn á, tôi không khám được, tôi đi về luôn. Nó nói đi đâu, bà đi đâu bị theo trai? Khám bệnh chứ đi theo trai gì? Má ơi, tao đi khám bệnh. Thấy chưa, tao nói rõ ràng luôn, là tao nói là coi chừng đi khám bệnh đó không, là cãi lộn hồi lúc 1 giờ, vậy sao ông Bảy buồn? Trời ơi, tao sợ tao bị bệnh nhiều. Ủa? Ông buồn. Về rồi hả? Đi đâu mà về, để khám bệnh chứ đi đâu mà về. Ủa, nó đi theo trai mà. Theo trai? Đúng rồi, mới đi ra chút xíu à, chịch cái lít ra chút xíu à. Nãy giờ đồn theo trai rồi. Ông Bảy, ông chửi, ông sờ mấy trai luôn. Ủa, ai nói gì đâu trời. Hồi nãy giờ tôi chưa có nói gì luôn. Không, tôi thề cái số này tôi có nhiều chuyện mà ai cũng nói tôi nhiều chuyện hết trơn, tôi không có nói gì đâu. Dạ, cái bạn nói ai nói? Đó. Mày không nói mày luôn cái gì? Bằng chứng đâu? Hả? Ngay cái bộ đâu? Dừa, ngay cái bộ dừa là mày nói với tao. Chờ, hôm nay mày một cái miệng có thể là kêu cái dừa vô nói chuyện. Một cái miệng có thể là vô. Ôi trời chuyện. Ơi. 3-4 cái miệng. Ai không nói vậy? 3-4 cái miệng bây giờ. Ôi là cái gì chuyện? Bây giờ á, bây giờ bà nói đi, bây giờ là đây là 1 2 3 4 5 năm mặt một lời. Là tôi có nói gì không? Lúc đó tôi gian thảm thiết tôi đi. Ha, là mày có nói gì đâu. Đây. Bây giờ mày không có nói đúng không? Mấy mẹ nhiều chuyện đặc chuyện. Tao đang rửa tay. Ôi là gì có. Đang rửa tay có nó đi ra đường sau cái đi kêu tao là tao biết nó nhiều chuyện rồi, tao chạy trốn ở đây mà. Làm nói chuyện ác hợp ác mà bác. Để đâu kia. Ai nói vậy? Ai nói gì bạn? Ai làm gì bạn? Hả? Khi nào tôi nói thẳng mặt bạn, tôi mới nói xấu bạn. Mày tôi không có nói mà mấy mẹ đổ oan cho tôi. Người ta không có nghe, không lợi. Mà còn kéo người ta lại kể. Trời ơi, nó gượng luôn kìa. Ai mày vô đây bắt. Rõ ràng nó nói mẹ phải đi theo trai đúng không? Ai nói gì đâu? Nhớ chuyện cái đá rồi tôi không có nói, tôi mới nói thiệt. Nó nói tôi nhận nó có nói này, tôi không có nói. Tôi không có nói tại sao mới một lần biết tôi đi theo ai mà biết đâu? Mấy mẹ nhiều chuyện. Tôi ngồi tôi nói chuyện với bạn nữa nè. Đúng ai đó. Nói gì? Chứ không tao mới nói mắt tao nói hà vô duyên. Tưới cây lúc 1 giờ là nó thấy. Trời ơi, tao biết tưới cây gì luôn á, tưới cây dông á. Ê, không có nói tưới cây nha trời. Nha, nha tôi có cây đâu tưới. Ê, mày nói tao mày tưới cây dừa nè. Nè, rồi 3 giờ sáng. Còn cái dừa tưới một khùng mới tưới cây dừa. Nói chồng. Ai nói gì? Ủa, ai nói gì đâu? Kìa, bây giờ nó chối kìa, mày coi chưa? Bây giờ cũng kéo đầu người ta lại kể cho bằng được. Không có nói, tôi thề luôn với mấy bạn, tôi không phải nè, thề nè. Ta trốn rồi.
thề luôn đó, tao không có nói, hiểu không? Ủa, chị muốn nghe em, chị cũng có nói mà. Đó. Người nói gì, ai nói vậy? Đó là cái lẽ em biết luôn. Không, không có nói. Tôi nói không có nói mà cái sớm nãy cũng nói tôi nói chứ. Trời. Được khổ quá mà. Thôi biết vậy được rồi. Nguyên sớm này mới đừng có chơi nữa. Anh xa nó ra đi. Nguyên sớm này là bo xì đừng có chơi nữa. Khổ quá mà. Nói gì đâu. Nó làm mạng nó thôi. Thôi mày mốt là chỉ cái này nè. Bo đây nè. Mày mốt là chỉ nè. Nguyên sớm này không chơi với mày nữa. Mày biết mày chơi gì không? Không chơi thì thôi. Chơi tao nè. Thôi chết đi. Chuyện cái đá đâu. Ai nói gì đâu mà nói tôi nói. Tôi có nói gì đâu mà để thừa. Để sớm giờ mà ác mồm ác miệng ác nhân thác đức dễ sợ. Ai nói gì đây? Má hú hồn trời. Má xí bị quánh cái mỏ hay trời. Má ơi. Ủa gì nè. Đi về rồi hả ta? Trời ơi trời, má kéo một đống ra. Tưởng tượng nãy mà quýt được cái mỏ mình một cái nha. Trời, cái mỏ nó dảnh như cái hồ câu kìa. Thôi đi qua kể với mẹ. Hey, lâu lâu mới có ngày chủ nhật. Bữa nay ngủ cho đã, chiều tính tiếp. Con quỷ mất nết. Giờ này còn ngủ nghe. Trời, bữa nay chủ nhật thì cho tôi ngủ nghe thôi. Còn ông, chủ nhật là ông ăn đi ăn đi nhậu với bạn bè ông kìa. Tối ngày sau ông nói đi. Đàn ông người ta là phải gì đi ăn nhậu với chứ. Trời ơi, cái gì vậy? Đừng có nói tối ngày đàn ông của ông là lý do. Thì tôi không có gì đâu đâu nha. Ông á, ông là chồng tôi chứ không phải là ông là ai. Nhưng mà xã hội ăn không bao giờ biết điều gì rồi. Cái gì vậy hai anh chị ơi? Vậy có chuyện gì mà chủ nhật ông sợ ông đã cho ai cũng nghe vậy chị? Ông sợ thì tao cũng ngủ, không có cho tao ngủ đâu. Tao ngủ gì? Chủ nhật, bảo là chủ nhật là ngủ cái gì? Ồ, qua là đi bay. Nói nghe nè, cái vấn đề mà anh hai chồng anh chị cãi cái lộn nữa thì em không biết nha. Vợ chồng anh của tôi cãi gì đó. Nhưng mà vấn đề muốn đây là em muốn vợ chồng anh chị giữ trật tự cho em nghỉ ngơi, hiểu không? Ủa có gì không trật tự em? Ủa em muốn trật tự thì em về em nắm tôi ngủ đi, về ngủ đi. Chứ cái miệng của bà sổ nguyên cái hầm của bà, nguyên cái hồng cỏ ai cũng nghe hết trơn á. Đàn bà con gái cho miệng mất rớt để sợ gì trời. Hay cho ta ngủ chứ, cái miệng quá trời đó ai ngủ được. Cái miệng chị nãy giờ làm gì lớn đâu, miệng em mới lớn quá em. Cái miệng em tính ra nãy giờ lớn hơn miệng chị á. Em đưa cái đó là nguyên phòng trọ không biết luôn. Không, cái này em đang nói đây là anh chị cần phải là nhỏ tiếp lại nha, cho em ngủ chưa nha. Hôm nay là một ngày ta làm mệt mỏi mà chị. Chứ nhược thôi, ta làm ta nghỉ ngơi, ta mệt, ta đi làm mệt mà ai còn không ăn ngày không ngồi gọi, tụi ăn ngay 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 lộn suốt ngày vậy. Ủa sao em biết vậy, anh không ngồi gọi. Chị cũng ngủ mà, tại ông kêu chị dậy thôi. Tại em kêu ông, em giỏi kêu ông kêu chị dậy đi. Không, cái vấn đề em muốn là anh chị cần phải nhỏ tiếng lại cho em ngủ. Em thấy có ai mà cãi lộn. Ừ, ông đừng có đi vào, ông đi chỗ này tôi mới không nghe. Ai cả lộn gì em? Ủa, cái lớn lên như vậy nè. Ủa, chị còn nói chuyện ngang ngược vậy chứ không, trời ơi, không biết trách nhiệm ngang ngược như trời. Ở đây nhà trọ là tập thể, cái lộn lên đâu. Ở nhà trọ mà chị cũng giữ mất tiền mà em. Nhưng mà ở đây là chị cần phải giữ hai chồng, cần phải chặt từ để cho hàng xóm ta ngủ nghỉ ngơi rồi sau những ngày làm việc mệt mỏi. Chứ không có ai có miệng sâu sổ cái chị anh chị chứ. Ủa vậy sao chủ nhật không đi về quê ngủ cho đã? Tại sao hai chồng không về quê tôi lộn đi? Nhưng anh quên chị đó xa. Ở quê cũng quá xa. Vậy thôi em đi ra khách sạn đi. Đi hai chồng khách sạn quên cái lộn mẹ. Em thích ở nhà. Ừ em thích ở nhà không dính nặng cho anh chị. Ở nhà nghe cãi. Chứ bầu rảnh lắm ba, người rảnh lắm ha. Rảnh gì vậy? Tôi đang nói con vợ của tôi không có liên quan tới chị cho chị đi về được cái. Anh nói của người đời ở của anh là có tất là em không biết, nhưng mà anh chỉ cần có giữ gìn dễ trật tự người ta. Anh chị đâu mà làm mà suốt ngày mà ăn ngày mới thấy không có đẹp, không có được ngày. Em thấy ngày nào tôi lộn chân, nghe anh tăng ca gì cũng nghe chuyện lộn. Em muốn cãi em bước vô đây. Em muốn cãi bước vô đây, em tưởng cãi lộn. Chứ em đứng ngoài đó là phần nguyên cái xóm trọ này ra đây xấu đầu em. Em không cần biết. Họ xúc động qua sau đầu chị á nha. Cái này đây á là chị cần phải nhìn lặng cho người ta nghỉ ngơi. Chị cãi lộn á, chị mà chị đúng không hành lang chị cãi thôi nè. Cái bị quá trời quá đó nè. Cái bị ai cãi lộn mình liền đâu. Nha, nhìn lặng giùm em cái nha. Trời ơi, cái bị quá trời mà hai chồng mà được không được thì đi dị đi nha. Ủa mắc gì đi dị thì có cãi lộn. Em đừng nói là em thèm chồng chị á. Nha, tính để đi dị ra để em hốt ổng nha. Nói nghe nè. Em không, cái gu của em là không có được hợp dịch nha. Mà hợp dịch thì ung nữa cho là người chính tư. Ôi ôi, bỏ ra cái là hốt điện, tới mở tới về đi. Trời ơi trời, im lặng nhìn con cái má. Đó thì đóng cửa lại, vừa lòng chưa. Trời ơi, sao mà không được vậy mà bây giờ mình cãi lộn, sao mình không nghĩ cái lúc mình yêu thương, lúc mình là cứ hẹn hò yêu thương đó. Trời ơi anh, trời ơi, thương quá, em thương quá, mà sao bây giờ tôi lộn không xịn cái gì. Hả, thà đó tao biết chứ là tôi lộn không cưới. Chừng nào em mà em với chồng em hay em cưới chồng thì mà đi vậy thì em biết thiệt, biết cái cảnh mà mình vợ cái miệng như quá trời quá đất. Miệng như thiền rồi đó em. Thấy mà đi đóng cửa lại nè, giỡn sao hả? Cái miệng như quá trời quá đất à.
không để cha nghỉ ngơi vậy chứ. Đâu đâu á. Anh hả? Trời ơi, đi công tác mẹ nhớ em không? Trời ơi, em biết mà. Cái gì tới đi vậy trời ơi? Ai vậy? Ôi mà anh cả. Cái gì vậy con âm binh kia? Ôi anh đợi em xíu nha anh. Cái gì vậy bà nội? Rồi mày không có chuyện gì mày làm hả mày hả? Mày rảnh rỗi thời gian lắm phải không? Chị làm tôi ra đây tôi đứng nói chuyện liên quan tới bà đâu mà ra rồi mà nói. Rồi mắt cái giống ngôn gì mày có hứng tình quá thì giờ mày đi đóng cửa phòng trọ mày lại mày nói chuyện mình nên mày đi. Ê nói nghe nè bà chị, tao bà chị không đóng phòng lại bà chị đi chẩm rồi chị ngủ đi. Ê cô gái có biết cái gì có phép lịch sự không? Hả? Lúc nhỏ không? Hồi lúc nhỏ đi học không có học môn giáo dục công dân hả? Là phòng này là phòng của chị, em đang đứng ở chỗ cửa sổ nhà chị, em nói chuyện hả hả, em cười hả hả. Em cười như một con ngáo sao chị ngủ được? Ủa mắc cười quá chị ơi, giờ em ra đây ban công em đứng nè, bây giờ chị đóng cửa lại có nghe tiếng gì đâu mà hả chị nói. Trời. Tôi nói chuyện nhỏ nhẹ vậy thôi chứ nói cái miệng em là em gian giọng nguyên cái khu trọ luôn đó em, nha. Em cần bây giờ, em cần phép lịch sự, đây em cần phép lịch sự cho chị nghỉ ngơi, nha bé nha. Trời ơi, sao mà bà vô duyên cái gì bà? Có cưng mới là người vô duyên á. Mắt cái giống ngô miền phòng bên mình thôi mày không đứng ha, mày nhập vô phòng mình đóng cửa mình đi. Mình nói chuyện nó sáng mai tới ngày mốt cũng không ai nói gì em nữa nha. Nhưng cái này đây là phòng của chị, em đang đứng trên cửa sổ nhà chị. Em là con người quý giáo dục, em học em nhớ là chị là em làm nhân phòng mà sáng có lịch sử chứ làm gì hả? Nhưng mà bây giờ á, tôi nói chuyện ở đây nè, có liên quan tới bà không hả? Nhưng mà phòng này không phải có riêng của bà nha. Cái phòng trò của chị mà nó không riêng của chị là sao em? Em đang nói chuyện phòng chị đó nha. Ở tập thể mình phải giữ gì để giữ gì biết lịch sử chứ em, tập thể nha. Cho đặt cửa là cá nhân riêng của bé nha. Còn muốn nói chuyện đi khách sạn này, còn muốn khách sạn phòng riêng đi người ta nói chuyện nha đó nha. Đàn bà con gái gì mắc nết vậy, cái miệng cười hả gì không sợ gió lọt vô bụng như trúng gió vậy? Đây, nãy giờ thấy bà nói thôi bị vô duyên nữa nha. Tôi đứng ở đây thì nãy giờ thôi bà ngủ bà nói tôi ra khách sạn nói chuyện, tôi bà không ra khách sạn mà ngủ đi. Nếu mà chị muốn khách sạn thì ngủ gì, muốn phòng để làm gì, muốn ở làm gì? Cái này của chị đây á, chị đang muốn nhắc nhở em phải đang phải giữ lịch sự, con người có lịch sự là không bao giờ mà làm ồn người khác khi ta đang ngủ. Mà làm ồn người khác thì không có gì đâu, em đứng trước cửa phòng chị nghe cái chăn cửa sổ nhà chị luôn, không đi đâu xa. Rồi coi như tôi sai đi, biết rồi. Con gái con đứa gì mắc nết dữ thiệt cái trời, cái miệng xong xấu cái xấu. Trước cửa phòng trọ người ta mà âm sầm hết trơn, không có gì vệ sinh vậy chứ. Có Hà Bá thì ngủ dị lấy mày, trai lấy mày. Dòng thứ mắc nết. Ngủ không đi ngủ cái con âm binh này. Mày cái gì vậy trời ơi? Cái gì mà phan tường phan vách đục lỗ gì thì ôi trời, đã cánh nặng như lụng luôn. Cái gì nó đi nào ông nội? Gì chưa? Rồi cái gì giờ này mà phan bỗng gì tùm lum ta lét cái gì trời, không để cho ai nghỉ ngơi chứ chị. Bây giờ là bao nhiêu giờ chưa ông? 11 giờ rưỡi chưa? Trời ơi, giờ em tranh thủ em phan để em làm cái chạy đâu chị, em đi công chuyện chị hiểu thôi. Không, cái này chị đi công chuyện là chị không có nhắc tới nha. Giờ ở đây là em cần có giữ gìn vệ sinh, em hiểu không? Thì em cũng biết mà, thì sáng em để cho mọi người ngủ rồi, thì em thấy giờ là chắc em nghĩ mọi người đó còn ngủ chưa đâu. Không, cái giờ này tới giờ này đang ngủ chưa nè em nghĩ vậy là sai đó. Cái vấn đề này là em cần có giữ gìn trật tự nha. Cấm ồn ào cái khu trọ này, sao người mắc nết vậy trời? Chứ vậy? Chị không cho em phan rồi chừng nào mới được phan chị hiểu không? Mà sao bắt mới về ngay hôm qua hôm kia ta đi làm xong canh phan đi ha. Còn mấy gì chiều mới mới mát ra phan sao? Canh lúc này ta ngủ vào phan rồi đục lỗ gì đục khô đục con có hồng mày về tới đâu? Rồi chị hiểu thì mấy bữa đó thì em đi làm, bữa nay chủ nhật em mới được nghỉ. Thì em tranh thủ em phan bắt cái cậy rồi chiều em còn đi công chuyện nữa. Em ơi cái này là đang giờ nghỉ trưa em ơi, 11 giờ rưỡi trưa em đang sống tập thể của khu trọ nghỉ gì nè. Em phải giữ gìn vệ sinh như người ta, phải giữ gìn trật tự cho người ta. Đâu có kiểu đâu mà phan không sụm giờ sao ta ngủ? Thì hồi sáng em để cho mọi người ngủ 9 giờ 10 giờ rồi, giờ em mới phan mà. Không, cái ngày chủ nhật là người ta làm mệt mỏi, một tuần người ta làm rất là mệt mỏi, người ta cần cái ngày chủ nhật là người ta nghỉ ngơi, mới hiểu không? Thì em biết rồi. Rồi em phan chút xíu xong rồi chị Liễu. Trời, cái phòng của em á, mình nhớ diện phòng chị á nha. Phan ngon qua phòng chị phan chị nè. Chị cần phan không thôi dùm cho. Hả? Chị cần phan. Tao phan cái mỏ bây giờ nè, chứ mày phan không? Thì ai biết đâu, chị nói qua phòng chị phan thì em không thiệt. Chị nói là rảnh rỗi qua phòng phan mấy kệ dùm chị. Nha, chị chiều rảnh qua phan. Còn bây giờ này nghỉ ngơi đi nha. Chứ mày phan cái gì? Dạ rồi, chị thôi, chiều em làm cũng được.
có người đâu có lịch sự gì chứ gì trời. Em biết rồi, chiều em không pha nữa giờ em nghỉ vậy. Ôi, sầm hết chứ. Gọi đời, có ai đi qua kịp con đò bên cái kia gì sông mà nói chung này, cái giọng dữ giờ không biết anh người ta đang tưng bừng đón dâu. Cái giọng hát này của thằng gọi đời, giọng hát này của có ai kêu kịp con đò gọi đời quay. Mày gọi đò không hả? 12 giờ chưa đò cho mày gọi đò tới giờ này, mày gọi chứ mình năm ngoái hôm nay mà chưa gọi xong với đò luôn. Tụi em mà hát nha, cái bà có y quái rước mày, cái đò này rước mày 12 giờ trưa mày không để cho ai ngủ chân nha. Bây giờ mày làm gì anh? Lâu lâu tụi em có ngày nghỉ tụi em tập hợp lại tụi em lai gai chứ có làm gì đâu vậy. Mày lai gai rồi chiều tối mày lai gai không được ha, hôm qua 10:07 mày lai gai thì chưa đã, bây giờ mày lai gai tới ngày hôm sau chưa tới ngày hôm sau luôn. Giờ phải cho mày lai gai thì không ai nói gì nha. Mày lai gai mày hát hồi mà chú đéo không sầm lai cũng được. Tụi em là phải ngồi lai gai xong có gian nghệ nó mới có chi phần vui đúng không? Được rồi, không? Hả? Thôi nhổ cái liền gan của mày nghe thằng tài hô. Nha. Mày nổi rồi không? Hả? Trời ơi. Phải vì mày hát hay mày với ca sĩ thì ai nói gì đâu. Đã hát dở mà hay hát. Mày gọi rồi à. Còn này nữa mày làm cái gì? Cho con gánh mẹ một lần hả? Ê, ở nhà mẹ còn chưa lo. Chưa lo cho mấy ngàn nào rồi cho con gánh mẹ một lần. Ai gánh mày? Hả? Mày gánh ai? Có Hà Bá gánh mày gánh ai? Rồi, đâu đâu có cái chung nhật gì cũng thông cảm vậy đó chứ chị. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là mấy thằng tự tưng có hát hò mà mấy tự tưng là cần phải nhỏ tiếng lại. Còn hát nhỏ thì không có đã. Mình nói chuyện không, nói chuyện phím thôi là được rồi. Ai muốn hát là dẫn cho phòng karaoke thì tao hát thoải mái. Nha, ra phòng karaoke đi rồi hát thoải mái không ai nói gì chứ nhá. Rồi có âm binh gì nữa. Trời ơi, chồng thì ngồi kế bên con thì hai đứa mà đặt thẳng là con gái chỉ một lần yêu ai. Mày yêu muốn yêu ai nữa hả? Hà Bá cũng bị lấy mày trai lấy mày gì trời. Mày đặt vào con gái một lần yêu ai thôi đi mẹ, bớt yêu đi má. Thằng chồng chịu bánh ông bắt bây giờ là yêu luôn đó. Tại bài hát của người ta chị ơi chứ có gì đâu chị chữ ai ý cái gì đây. Bài hát chị không cần biết những này, buổi trưa này phải cho chị ngủ, phải cho chị ngủ nha bé nha. Thì chị kiếm quán cà phê quán nào đó chị ngủ đi. Rồi sao lại không ra quán nhạc mà không ra quán rồi uống đi, mày lai gai đi. Thì tụi em ở đây tụi em gặn nhau đây thì tụi em ở đây cho dễ, chị của mình vậy đi có dễ hơn. Đúng rồi chị ơi, trưa nắng hay cho người ta nghỉ ngơi đầu người báo chọn cái lịch sự với văn minh của người mà bắt lịch sự như trời. Sợ gì tính ra đây toàn là chung giải không là của mình chị là riêng lẻ đó. Chứ lẽ gì vậy? Không ấy chị dọn dọn gì đi vô khác đi cũng được đó. Đúng rồi. Đây, chị ở đây là giết bao lâu? Thằng Tài Hô nổ ngăn rồi nha. Chị ở đâu có lâu chứ tụi em cũng ở chỗ cái món tiền. Cái vấn đề đây là chị cần phải nghỉ ngơi, ai nghỉ chân em bên đây người ta làm việc rất là nhiều kìa. Con người ta khóc la ông sầm kìa, người ta ngủ được kìa, đẩy mấy đứa nhỏ giật mình chị thấy không? Nếu không còn nít con nôi nó chia em không mình lên đến đâu. Em thấy hát con nhỏ nó còn vui còn nhảy tinh thần nữa. Cái sao không? Nó nói con gì chu đó, nó mới đang vui á. Chính giờ này chủ trọ người ta cho hát mà chị. Đúng rồi mà. Đang giờ còn nửa tiếng nữa ta mới nghỉ mà nãy. Ở đây là 12 giờ trưa nữa, 12 giờ trưa nha. Giờ là cho người nghỉ ngơi chứ là giờ gọi hồn với tụi em. Thì chị đi làm giống như là giờ tụi tụng. Chị đi làm thì cũng vô làm công ty thì cũng nghỉ 12 giờ trưa tới 1 giờ thì tụi em cũng ở đây cũng vậy thôi, 12 giờ trưa tụi em hát tới 1 giờ. Bây giờ sao? Tao nói bà hai cho. Cho tấm tổ tụi mày gài hỏi. Trời ơi, nó chơi cái nãy giờ giỡn thôi. Mình cũng có tình chị em tình làng đi sớm mà. Thôi ngồi xuống đi. Ngồi vô em nói cho nghe. Hát bài gì? Hát bài nghe chưa? Không. Không có hát. Chị không hát thì chị mà chơi luôn cũng được. Không có hát ngồi chân á. Giờ này chơi chứ nghỉ ngơi. Bấm tay dùng lá mai bay kia. Lá mai bay thôi. Thôi mới được chứ. Karaoke dùng lá mai bay. Ê, năm tâm nữ nha, tâm nữ nha. Tại sao chị đi hát được. Lấy chén cho chị Liễu. Đây để em lấy cho. Chim gừng liễu đó cánh thơ mộng qua. Đôi lời tâm hỏi. Đổi bài đi, đổi bài. Bài tâm tao quá. Dạ chị ơi. Trên đây làm gì mồ màu vậy mấy chị? Em đang karaoke nè. Karaoke. Mấy anh chị biết giờ này mấy giờ chứ mà giờ này karaoke. Hôm nay là ngày chủ nhật đó. Đúng rồi, là mọi người nghỉ ngơi chứ không phải mọi người lao không sợ. Nghỉ ngơi đây, đang giải trí nè. Mấy anh chị ơi, ở dưới còn rất là nhiều con nít luôn. Người ta mấy đứa con nít hồi nãy giờ người ta phản ánh ở dưới rất là nhiều rồi dưới đó. Giờ kia nó nghe chị hát nó vui với em được. Không có, người ta phản ánh nãy giờ xuống nói với mẹ em kìa, mẹ em kêu lên đó là nói với mấy anh chị là ngưng hát nha. Dọn cái sòng đi nha, một lát mẹ em lên là tới công chuyện đó.
Trời ơi. Chủ nhật lâu lâu cho ta nghỉ gì nghỉ chơi chưa có ngày nghỉ một làm gì căng nữa má. Đúng rồi. Chết cuối tuần chứ. À, ở phòng trọ làm ở đâu làm gì căng thẳng quá. Đúng rồi. Cái này là người ta nói với mẹ em rồi đó, mẹ em kêu lên dọn cái xong. Đó đó, trong khi đó là ta ở ta đóng tiền đầy đủ hay là có ăn bớt ăn xén nghe. Anh đóng tiền đầy đủ chưa anh? Sao không đầy đủ? Ở dưới sổ mẹ em ghi nợ 2 tháng kìa. Nợ dai vừa vừa cai đó mua ốc lãnh lương là. Đúng rồi. Tiểu đồ là thì khó khăn quá. Chị Liễu cũng thiếu nợ tháng ở dưới chị đó. Thì tao chỉ trả. Đâu mà lo quá. Làm giải trí một. Vậy là hôm nay chị Liễu. Ok, vậy là hôm nay chị muốn hát đúng không? Ok, em cho mấy anh chị hát. Dọn ra ngoài hát giùm em. Là sao? Là ở đây sùm quá người ta nghỉ ngơi nữa anh chị. Ở đây là mình là cái khu nhà trọ văn minh đó. Hồi nãy là chị qua chị nhắc nhở lên rồi mà nó cứ không có nghe lời chị, nó gọi nó hát âm sùm như hoài đó. Trời, tính ra là em bước lên lầu trên là em nghe giọng chị trước. Bà hát lớn nhất á. Bà hát nó hát bài. Bà dùng đá mê bay đất mộ cuộc tình vì tình lâm mà chị đừng hát như vậy. Nhỏ tiếng cho ta ngủ. Rồi.